10. Tham ái cuồng loạn, ma tham ái. Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, tỏa ấm tỏ rõ, thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn, thương quá phát cuồng, thích diệt dâm dục. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm, đó không phải là chiến thánh. Giảng. Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ. Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi thọ ấm, thấy sắc ấm tiêu trừ, sắc ấm không còn nữa. Thọ ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về thọ ấm, thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã chiến được và nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự chuyển biến tâm lý đột nhiên xảy ra, trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Điều này giống như một người nào đó nói rằng mình yêu thương tất cả mọi người và tính mình thích bàn tán về loại chuyện ấy. Thương quá phát cuồng, thích diệt dâm dục. Khi lòng yêu thương và ham muốn dâng lên đến cực điểm, hành giả phát cuồng, thích diệt dâm dục. Hành giả không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên cuồng, hành giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim Đồng mà tôi đã nói từ trước. Khi gặp đàn ông, cô ta ôm chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử chỉ quyến rũ. Cô ta là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà một người đàn ông bình thường còn giữ được lòng mình không xúc động trước sự dụ dỗ này? Sau khi mê hoặc với đàn ông, cô ta bảo: "Lấy món tiền này mua cho em món nữ trang ấy." Anh ta liền đáp: "Vâng, vâng." Rồi cô ta bảo lấy món tiền này mua cho cô ta món khác, và anh ta cũng dâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là vì cô ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê muội bởi ma lực. Khi tình yêu lên đến cực điểm, người đàn ông trở nên điên cuồng vì tham lam và dâm dục. Dâm dục phát sanh từ tâm tham lam. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. Khi trong định có trạng thái khinh an, hài lòng nhập vào trong tâm, nhưng thiếu trí tuệ để tự kiềm chế cảm xúc và ham muốn của mình, kết thúc là buông thả vào trong các thứ ham muốn dâm dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. Đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. Hành giả nên nhận ra trạng thái này là một cảnh giới ma và không phải là chứng thánh. Nếu ông hiểu ra thì rất tốt. Chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma cảnh mà mình đang chìm đắm, quý vị sẽ bị rơi vào mê hồn trận, không cách nào thoát khỏi được. Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo Bồ Đề, dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma lực trong thời mạt Pháp khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả 100 cho đến 200, 500, 600, nhiều đến mức có cả 1000 vạn người. Khi ma chán rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyến rũ của ma hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh nên đọa vào ngục vô gián, thiếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm. Giảng. Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập vào tâm. Nếu hành giả xem đây là sự chứng đạt quả thánh, vì quan niệm sai lầm nên loại ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu thân ông. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo Bồ Đề, nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ cho việc dâm dục, gọi đó là đạo Bồ Đề. Nó sẽ nói rằng ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả. Cũng giống như ở nước Mỹ, có một giáo phái chủ trương đa thê chủ nghĩa. Họ cho rằng càng có nhiều vợ càng tốt. Giáo phái này hoàn toàn giống như loài ma kia vậy, khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn dâm dục bằng cách nói rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đó là đạo Bồ Đề, càng có nhiều vợ càng hay. Nó dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Nó dạy đệ tử bình đẳng hành dâm dục. Nó nói đừng phân biệt giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng sự quan lạc, chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của kẻ khác. Họ chỉ việc hành xử theo sở thích. Ở nước Mỹ có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc. Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho nhau. Việc này tương tự việc làm của loài ma đang đề cập trong kinh. Gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Những người tham gia vào việc hành dâm với y được gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nối pháp do ma trao truyền. Do ma lực trong thời Mạt Pháp khiến nó thu hút và mê hoặc đồ đệ từ giới phàm phu đến trăm cho đến 500, 600 đến cả ngàn vạn người. Cuối cùng khi ma dương chán rồi, các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nó bỏ rơi người ấy. Điều gì sẽ xảy ra khi ma bỏ rơi? Người ấy sẽ không còn thần thông nữa. Khi sức quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thần thông. Ma dương có được thần thông, nhưng bây giờ ma dương đã bỏ đi rồi, vì thế người ấy không còn thần thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm luật pháp quốc gia. Trước đây khi nó còn thần thông, ma dương có thể giúp đỡ nó thoát khỏi luật pháp quốc gia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc ấy. Nhưng khi ma dương bỏ đi, kẻ phạm phu này trở lại như một người bình thường, thì anh ta là một kẻ phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy thuộc giới bàn môn tả đạo, chuyên bị bợm lừa dối học trò bằng bùa ngải kỳ dị. Vì vi phạm luật pháp nên ông bị bắt và tống giam. Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh nên không gặp được chánh đạo, sẽ đọa vào ngục vô gián, cũng sẽ nhất định rơi vào ngục A Tỳ. Sao vậy? Vì lạc mất chánh định nên sẽ bị chìm đắm. E. Lời khuyên răn tổng kết của Đức Thế Tôn về thọ ấm. Rằng 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: A-nan, 10 trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau nên hiện ra như vậy. A-nan, những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập thiền định như thế đều ở trong phạm vi của thọ ấm, giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự kiện này là kết quả của những biến tướng khác nhau xảy ra trong khi hành giả nỗ lực công phu tu tập. Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét. Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự quán xét bên trong mình. Gặp nhân duyên này mê muội không tự biết. Chúng sanh không nhận ra được mình là ai, bảo là mình đã chứng được bậc thánh. Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ chưa từng đạt được và chứng được những gì chưa từng chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và chứng được thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy. Thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ, chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục. Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn hộ trì chúng sanh tu tập cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng. Giảng: sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai để cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. A-nan, sau khi Như Lai nhập niết bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như Lai. Hãy truyền đạt những lời Như Lai đã dạy để cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này, khiến cho chúng sanh nghe được đạo lý, hiểu và giác ngộ được. Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để cho loài ma có dịp thuận tiện phá rối người tu hành. Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khi thành tựu đạo vô thượng.